Cái năm nay á, là lại chờ u ám và dông bão rất là nhiều, dông bão rất là nhiều, cho nên đó là từ cái chỗ đó là cái thời cơ thì là chờ Phật trên trước thiên định, còn mình đây á thì phải tu hành tinh tấn mới được, phải trì mài mà lo niệm Phật. Chừng nào mà mình niệm Phật mà đến cái ngày mà mình không còn cái hơi thở nữa, mình tắt hơi thì thôi, còn mình còn sống thì mình cứ việc lo niệm Phật. Cho nên đó, thầy mới nói đến hội trăm quan còn hiện được đó, thì ra xác thịt có cần đâu đó, cái xác này mình á không cần là bị gì á, cái xác này là cái thân, này là cái thân tứ đại, mà thân tứ đại có lấy đâu mà chắc, kìa sanh tử mới thấy liền trước mắt đó. Đám cô phòng đa thị thiếu niên thâu, cái thân này là cái giả thân, nay còn đó mai đâu chắc được. Rồi thêm nỗi bệnh, nỗi già thất thược, sống trên đời sống được bao lâu. Mớ mài xanh có kẻ đã bạc đầu, rồi lại nắm đến qua khâu một nắm. Ôi tam thống kỳ tại thiên ban dụng mà nhất đáng vô thường. Nhất đáng vô thường này dạng sự hưu đó. Rồi muôn việc mới điều mang lấy tắc hơ đó. Hơ vừa dứt mà cuộc đời cũng dứt. Là bữa hổm là cô mua con 2 lần, mà con nói cô uống 7 ngày mới hết, mà cô uống mấy ngày hết, cô nói lại giùm con coi. Con á, là con nói với cái gì trên mạng á, là con báo á, là bà con uống 7 ngày là hết bệnh. Mà cô về cô uống mới có 3 ngày thôi là cô hết bệnh luôn rồi. Cô cảm thấy ngày. Uống có giữ nước gì không? Không, uống khỏe lắm mà không, cũng không có bị mệt mỏi gì hết trơn á. Nói chung là khỏe lắm, mà uống có 3 ngày là không có còn thấy nó tái diễn gì là hết trơn cái bệnh đó nữa. Cái thần kinh tọa là cô đau chỗ cái mông cô nè. Cái mông mà cái lưng quần á đó, là cô thốn chỗ đó cô đi không được, mà con nói từng mấy uống mới hết, mà cô chỉ uống có 3 ngày thôi là chỉ mới có 6 viên đó, kiểu như sáng 2 viên chiều 2 viên đó, là chỉ có 3 ngày thôi là đã hết bệnh luôn rồi. Uống thuốc Quốc Thành đi, có dù có bị sầu riêng gớt trúng đầu cũng không sao đâu quý vị, tại vì uống vô là xương khớp chắc khỏe lắm, trúng vô không sao đâu, chảy máu chút xíu rồi quý vị. Thôi thì đó là giỡn thôi, đó là video để Quốc Thành giải trí cho quý vị cùng với Quốc Thành là vui vẻ trong buổi trưa. Thì cũng như quý vị biết đó, thì Quốc Thành ở đây có bán thuốc xương khớp cho quý vị. Thuốc này là chuyên trị về những căn bệnh thói quen cuộc sống, gai cuộc sống, về thần kinh tọa, tê nhức xương khớp, cũng như là trị những tai biến nhẹ. Thì như là giò teo đi không nổi thì có một số trường hợp thì Quốc Thành cũng đã giới thiệu cho quý vị rồi, cũng như là nửa cái giò mà teo mà uống vào hết luôn, đi được đứng được. Còn cái cô Thế Anh đó, là... em nói với anh đó là tu mà biết cách như đương biết đát, mà đương đát gành mới dựa được xe lon. Ai muốn nghe thì sớm liệu toan để đến việc như người thất nghiệp đó. Là bởi vì đó là cái tu mà biết cách này đó, là bây giờ em nói với anh á, cái cách tu này á, nếu mình biết là nó dễ lắm, mà mình không biết thì nó khó nha. Giờ mình biết là đặt cái dụ như bây giờ thầy chỉ dạy mình, thầy chỉ mình á là tu nè, niệm Phật nè, ăn chay nè, làm lành lánh dữ nè, rồi làm các cái việc từ thiện nè, hay hoặc là cái chữ nhẫn hòa đó, cái chữ nhẫn á, là mình phải để cái đầu tiên. Mà cái người tu, cái người niệm Phật mình có nhiều khi em nói với anh á, cái chữ nhẫn không có để được. Nếu mà nghe ai mà nói mà trái cái lỗ tai rồi đó là quất lại liền đó. Là quất lại liền, bởi vì tu mà biết cách như đương biết đát, mà ngặt có cái tu mà không nhẫn nè đó. Tu mà không nhẫn nè, không nhịn nè đó. Tu mà cái cội sâm si nó còn nè, hung dữ nó còn nè. Cho nên từ cái chỗ đó là cái tâm của mình phải về Phật mới được. Tu là phải cái tâm phải về Phật mới được. Chứ nếu mà cái tu mà cái tâm mà còn phàm đó là không có được. Tu mà biết cách mới được, biết cái cách tu mới được. Tu mà mình phải mở nè, mình phải đoàn kết, mình phải thương yêu với nhau nè, là một hai nữa nè. Là bây giờ thầy mình nói nè, mình á, là cái người tu, mà cái đạo của mình là cái đạo Phật giáo Hòa Hảo. Còn các cái mối đạo khác là mình cũng không có được quyền, mình cũng không có được quyền xúc phạm đến người ta mới được. Chứ mà nếu mà bây giờ mình nó giờ ai chung thiền chung sống với tôi á, thì tôi đoàn kết tôi thương, còn ai hả đạo khác thôi thôi dẹp qua bên đi, Cái đó là mình còn, cái cội sân si mình còn, và mình còn cái ích kỷ của mình. Cho nên là cái đạo nào cũng vậy, các cái mối đạo mình phải thương yêu với nhau. Mà có một cái thầy cũng cho mình biết nha, các đạo tà mưu, khéo âm thầm, dân ráng tránh, kẻo lâm mà khổ. Thì nếu mình thấy cái đạo nào mà người ta nó đi, nó sai đường thì mình cứ tránh thôi, mình cứ tránh thôi. Chứ cái cội sân si mình nổi lên nữa rồi sao mà mình tu, mà sao mình tu biết cách như đương biết đát được. Mà thầy kêu mình phải đương đát gành, đương đát cho gành, nó dựa được cái xe lon đó. Mà mình đương đát không gành này, nữa cái bắt đầu mình nửa nạt nửa mở, mình gặp người ta cái mình nóng lên này. Sao mà cái ông này ông theo cái mối đạo khác, ông không theo mối đạo mình đâu chơi với ổng. Đó, cái đó là mình còn chia ảo ghẻ bâu nữa, mình không có hợp tác, đang gieo trồng giống quý. Đó, ví dụ như bây giờ nhiều khi người ta theo cái đạo khác sự thật, nhưng mà người ta thấy mình tu mà thầy mình chỉ dạy theo cái đạo Phật giáo Hòa Hảo này, mà đoàn kết mà thương yêu lẫn nhau như con một cha, có nhiều khi người ta mến rồi người ta cũng theo mình đó. Như vậy là coi như vậy là bây giờ như vậy là cái cách là cái tu như vậy là mình phải ngày cúng hai thời, rồi phải nhẫn nhẫn năng sự thế tự nhiên hiền ha, nhẫn giái trì tâm tặng thú thiên, nhẫn giả hương lan hòa hy, dặn hòa của phụ thượng tình duyên. Như vậy là trước hết thì cái chuyện mình phải nói về gia đình của mình trước đi hả cô Tư? Bây giờ vậy là bây giờ thôi trở lại là cô nói dùm tôi một đoạn là đạo thầy trò khắc cốt với đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, là đạo chồng vợ thuận như thế nào? Đạo chồng vợ thuận như thế nào vậy em nói với anh á, đạo chồng vợ trong nhà là nó khó khăn lắm, thấy vậy đó. Nhưng mà nếu mà không có đi chung thiền chung sống rồi đó là em nói với anh á, gây lộn rồi quýnh lộn rồi chữ lộn tối ngày. Bởi vậy thầy mới nói chữ lộn thì muốn chữ cho lâu mà niệm Phật thiện câu không có. Đó, là bởi vì là cái cội sân si của mình không trừ được, mình không có niệm Phật được, tâm mình không có Phật, cho nên là mình phải là như vậy. Còn nếu mà cái đạo chồng vợ này, đồng vợ đồng chồng, đồng tu. Và bây giờ như em đây đi, em nói về gia đình của em đi, như vợ chồng của em nè, cúng lại nè, rồi ăn chay nè, cũng đồng ăn chay mà cúng lại cũng đồng cúng lại nè, niệm Phật cũng niệm Phật nè, rồi làm từ thiện nè. Chồng em làm từ thiện, em vẫn có cái tâm thiện. Đặt ví dụ như bây giờ em mắc làm việc nhà mà em không đi làm từ thiện được, em cũng phải nung đúc tinh thần cho ông chồng mình, ổng đi làm từ thiện nè. Rồi á, ổng đi làm từ thiện mình phải làm sao? Trong khi đó đi làm từ thiện thì phải có tiền mới đi được, không có tiền sao mà đổ xăng, sao mà hay hoặc là muốn ăn uống hay hoặc là cái gì phải có tiền. Cho nên là mình phải đồng vợ đồng chồng đó, mới tát cạn biển đông. Còn nếu mà không đồng rồi đó, người đi người nó không có tiền mà đi làm từ thiện hoài à. Nhưng mà đối với em đó ha, đó ví dụ như bây giờ á, có việc làm từ thiện mà anh em người ta điện đó ha, là em sẽ kêu ông này đi làm, nghỉ việc nhà gác lại một bên đó. Khi làm từ thiện xong đi rồi sẽ trở về việc nhà mình làm tiếp tục. Tại vì việc nhà là mình làm hoài, còn cái từ thiện nhiều khi anh em người ta đi làm, người ta đi kiếm thuốc kiếm đồ cực khổ ở miền xa xui đem về, thì cái này mình ở nhà mà mình chặt thuốc chặt đồ là mình phải gắn công để mình bỏ đây rồi nó thúi đây nó uổng. Đó là cái công đức nó vô biên là của những cái người anh em người ta đi tầm dược đem về đang mà độ bệnh cho chăm họ. Thì mình đây là mình chặt thuốc ở đây, rồi người ta đi tầm dược ở đây độ cho chăm họ. Đó là cái đó là mình phải gán trì tâm. Cho nên em nói thiệt với anh đó là không khi nào mà ông này mà ông đi làm từ thiện mà em cằn nhằn em gầy la hô đi là bắt đầu em móc tiền ra đưa 150 gì đó là đổ xăng hoặc là ăn uống gì đó rồi đi làm. Chứ không có phải người ta mà cằn nhằn hay hoặc là cái này cái nọ. Bây giờ là như vậy là vợ chồng phải giữ hoài thuận hoài cho đến thác. Chứ còn là vợ chồng mà gây gỗ rồi chửi lộn chửi lạo với nhau, em nói cho anh, có nhiều khi chửi lộn mà mình đâu có chửi chồng mình đâu, mình chửi cấp trên không à. Mình chửi cấp trên không, mình đâu có chửi chồng mình đâu, mình chửi tàn là tổ tiên ông bà cha mẹ người ta không. Cho nên từ cái chỗ đó, cái người mà mình biết niệm Phật rồi đó là mình phải sửa đổi cái tánh tình của mình. Đó, mình phải là gán dồi mài cái tâm của mình. Bởi em á là có đời thở nào, không khi nào, hồi đó giờ ít khi nào mà vợ chồng em mà gây lộn mà như người ta, mà gây như bầm bầu bầm bí, không có đâu. Cái gì ha, sai chặt cái gì ha là nói qua nói lợ một tiếng hai tiếng nghe rồi là thôi là bỏ, là sửa đổi liền, chứ không có như người ta, không có chữ lộn mà này nọ. Từ khi mà mình biết lo niệm Phật rồi đó, là biết làm từ thiện, biết ăn chay rồi là mình buông hết, không có còn mắc mỏ gì nữa. Cho nên từ cái chỗ đó em nói với anh đó, em ở trong nhà em là 6 đứa con, 3 trai 3 gái, mà nếu mà em á mà không có trì tâm mà lo niệm Phật lo tu này, 6 đứa con em có thể nào em dạy được không? Nó cũng nghênh ngang dữ dằn lắm đó, nhưng mà mình phải lấy những cái lời chơn chánh hiền từ ra để mình dạy dỗ cho con mình, rồi mình phiêng lên mình chỉ cái đường đi nước bước cho nó lo, nó trở về cái con đường ngay nẻo chánh, đặng nó lo tu học, đằng sau này nó còn trở về cửa Phật được. Chứ còn mà bây giờ mà mình làm cha làm mẹ, mình tu một mình ên mình không dạy dỗ con thì cũng không được. Nhưng mà cái chữ thì em không chữ nha, hồi nào giờ nói chung ra với con là không bao giờ chữ, chỉ lấy những cái lời chơn chánh hiền từ ra để mà dạy dỗ thôi. Bởi vậy thầy cũng cho mình biết đó, lỗi lầm chứ có hùng hào, đừng chữ, đừng rủa, đừng cào, đừng bư, đem lời hiền đức tốt tư đặng mà giáo hóa vàng 10 chẳng hơn. Thì cho nên từ cái chỗ đó là thầy dạy mình mà đó. Rồi bắt đầu mình nghe rồi mình sẽ dạy lại con của mình đó. Cho nên là em nói với anh là một bầy con của em là từ lớn tới nhỏ, không có đứa nào mà nói mà em mà rầy rồi đấy là chỉ ngồi làm thinh thôi, chứ không có đứa nào mà nói là nạt nộ lại này kia nọ, hay hoặc là lớn tiếng là không có đâu. Bây giờ để xin hỏi cô Tư đây, đây là đặc biệt là cô Tư bán rau đó quý vị. Cô Tư đây là đi hái rau muống thì cái đó ha, thì hái rau chai, tất cả những loại rau ngon ở đồng tự nhiên đó quý vị. Và bây giờ tôi hỏi cô Tư cái đoạn này, cô Tư, cô thấy là cái tình hình năm nay mà trời giông gió, mà Đức Thầy có nói đó, trời giông gió sái mùa sái tiết đó, nắng cuồng mưa cũng khác xưa rồi. Như vậy là cô thấy cái tình hình năm nay như vậy là nắng mưa giông gió có khác hơn mỗi năm không cô Tư? Cơ trời thay đổi hết chứ đâu có mà như hồi xưa nữa được anh. Nếu như hồi xưa nữa là thầy đâu có nói đó. Bởi vì là một đoạn thầy nói hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển, thì bây giờ đã biến chuyển hết, là giông gió hay là giông bão tố gì đó là cũng vẫn biến chuyển hết, chứ còn là không có như xưa nữa được. Bởi vậy một đoạn thầy nói hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển, đổi giờ gia can, đổi giờ hết, chứ không có còn mà như cái ngày xưa. Là nhưng mà có một cái là cái năm nay là lại chờ u ám và dông bão rất là nhiều, dông bão rất là nhiều. Cho nên đó là từ cái chỗ đó là cái thời cơ thì là chờ Phật trên trước thiên định, còn mình đây á thì phải tu hành tinh tấn mới được, phải trì mài mà lo niệm Phật. Chừng nào mà mình niệm Phật mà đến cái ngày mà mình không còn cái hơi thở nữa, mình tắt hơi thì thôi, còn mình còn sống thì mình cứ việc lo niệm Phật hoài, làm lành lánh dữ hoài. Mà cái người niệm Phật của mình đây là bây giờ thấy thầy nói đau nhiều chứng dị kỳ khó kể đó. Mà bây giờ đau nhiều cái chứng dị kỳ khó kể, mà mình biết làm sao, mình biết làm sao mà mình để cho hết đạo hết bệnh đó. Cho nên từ cái chỗ đó là chỉ có cái niệm Phật, mình niệm Phật mới được khỏe. Còn nếu mà mình không có niệm Phật được đó thì mình sẽ đau còn nhiều hơn nữa, mình còn phải đau nhiều hơn nữa. Mà mình niệm Phật thì thầy độ cho mình, Phật độ cho mình, nó mình khỏe. Bởi vậy một đoạn mà thầy là cho cô Hai Gương ở Cần Thơ đó, anh Hai nghe đoạn đó không? Thầy đó, nói đi cô, nói đoạn đó nghe. Thầy thương đệ tử ngẩn ngơ sao dần biết công phu con giải giàu, những nỗi tiền khiến gây lắm nợ, đời này cha giấc mới mong cầu gặp Phật hồi Long Hoàng. Con gắng trì tâm niệm Phật đà, xét lại xác thầy xưa cũng hoài, thân phàm bỏ lại thế gian mà. Đến hồi trăm quan còn hiện được, thì ra xác thịt có cần đâu. Chưa còn khúc nữa tiếp luôn. Khuyên con nghĩ càng đừng ưu lự, mượn trước quyền cơ giải mạch sầu. Với thầy xác thế phải còn đau, hà hướng chi con tránh được nào. Quá dữ trả rồi nhân thiện đến, nếu thầy đắc đạo bỏ con sao. Đường xa xa xôi thầy nguyện cầu, Phật thần bán gái quê linh màu, cho con yên ổn thân đôi chút mơ. Chớ dễ nào thầy quên trẻ đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Hết nè. Tiếp đi con. Bởi vì thầy dạy mình đâu có thiếu chỗ nào đâu. Là bởi vì á, thầy kêu mình á ráng trì tâm niệm Phật đà, mà thầy nói á, xét lại xác thầy xưa cũng hoại, thân phàm bỏ lại thế gian mà. Mà ngạc có một cái là thầy nói đến hậu trăm quan còn hiện được, là bởi vì á, là mình tuy là mình bỏ cái xác nhưng mà cái hồn mình vẫn còn. Dạ. Dạ, cái xác mình mất mà cái hồn, cái hồn thiên mình vẫn còn. Cho nên thầy mới nói đến hội trăm quan còn hiện được đó. Thì ra xác thịt có cần đâu. Cái xác này mình không cần, là bị gì á, cái xác này là cái thân này là cái thân tứ đại, mà thân tứ đại có lấy đâu mà chắc. Kìa sanh tử mới thấy liền trước mắt đó. Đám cô phòng đa thị thiếu niên thâu, cái thân này là cái giả thân, nay còn đó mai đâu chắc được. Rồi thêm nỗi bệnh, nỗi già thất thược, sống trên đời sống được bao lâu. Mớ mài xanh có kẻ đã bạc đầu, rồi lại nắm đến qua khâu một nắm. Ôi tam thống kỳ tại thiên ban dụng, mà nhất đáng vô thường. Nhất đáng vô thường này dạng sự hưu đó. Rồi muôn việc mới điều mang lấy tắc hơ đó. Hơ vừa dứt mà cuộc đời cũng dứt. Cho nên từ cái chỗ đó là mình thấy, nếu mà cái hơ mình dứt là cái cuộc đời cũng dứt rồi. Nhưng mà cái khi mà mình bỏ xác mà cái hồn thiên mình vẫn còn, thì cái đó nào là nó quý thôi. Chứ còn mà cái xác là thầy nói xác là không cần, mà cái hồn thiên nó vẫn cần. Như vậy là mình phải gắng trì tâm lo niệm Phật. Bởi vì thầy nói đoạn với thầy xác thể phải còn đau. Thầy mà đau mà mình là cái người phạm ở đây, mà mình làm sao mình không đau được. Là cái màn ba này là mình phải trở lại đây mình trả nghiệp nè. Nghiệp nhiều nghiệp ít gì là cũng phải trả hết. Cho nên là thầy còn với thầy xác thể phải còn đau, hà hướng chi con tránh được nào. Quả dữ trả rồi nhân thiện mới đến được. Thì bây giờ mình muốn là cái quả dữ này mà mình trả được là mình phải làm sao. Thì cái quả dữ này nếu mà mình biết là cái lực nhân quả mà mình đã trả, thì mình gắng trì tâm lo niệm Phật. Mình niệm Phật mới được trả, niệm Phật là mới được trả. Chứ nếu mà mình không có niệm Phật rồi đó, là cũng như thế là mình thiếu nợ, mà mình còn hỏi chắc chồng lên hoài, mình không chịu trả nợ. Là cái người tu của mình là nó cũng như vậy. Nếu mà mình tu là mình đừng để cho thiếu nợ. Muốn làm giàu thì để đừng thiếu nợ đó. Mà nếu mà mình á, muốn không thiếu nợ nữa, mình cái nợ cũ mình gán, mình trả cho hết, gán niệm Phật mà trả thì sẽ hết. Cũng như mình thấy trong cuộc đời này là cái sắc thân tứ đại, mình nói là tạm mượn thôi ha cô. Dạ. Giàu thì khổ theo giàu, mà nghèo khổ theo nghèo. Vậy đó. Bây giờ cái nào cũng khổ, bị gì trên cái cõi ta bà mà ta bà khổ, ta bà lắm khổ ha. Dạ. Thì thôi bây giờ để xin hỏi cô Tư thêm 4 câu nữa nghe cô Tư. Đức thầy có nói là nhìn cuộc thế đổi thay quá rắc, mái thiên cơ thì mỗi phút mỗi thai, nẻo thạnh si như thể tên bay, đường dinh dục thì rủi mai một lát. Và bây giờ nhìn cuộc thế đổi thay quá rất là đổi như thế nào đi cô? Bây giờ theo như em nói với anh á, cái cuộc thế bây giờ nó đổi thay quá gắt, mái thiên cơ mỗi phút mỗi thay, nẻo thành si như thể tên bay, mà đường dinh nhục vui mai một lát. Thì bây giờ á, ai phú quý, ai phú quý vào đài ra cát, ta điên khùng thương hết thế trần. Thì bây giờ á, là thầy á, là ổng nói là ổng điên khùng, nhưng mà con cái là ổng thương hết, dù nghèo giàu gì ổng cũng thương hết, chứ ổng không có bỏ một ai hết. Là như vậy, là em nói với anh là bây giờ cái màn lớp bây giờ đã xây chuyển từ trên tới dưới, từ dưới tới trên, đã xây chuyển hết tất cả mọi việc, việc gì cũng đều xây chuyển hết. Nhưng mà em nói với anh á, là theo như em nghĩ là trong cái nước Việt Nam mình là cái ngày xưa đó là có dông, có bão nha. Cái ngày xưa là có bão. Nhưng mà từ cái khi mà cái đạo Phật giáo hòa hảo của mình mà truyền rao lên mà để lo tu niệm đó, thì không có còn bão tố nữa, nhưng mà còn trở lại là dông. Cho nên là từ cái chỗ đó là bây giờ là Phật Thánh Tiên cùng nhau xuống thế. Mà bây giờ xuống thế để làm gì? Phải lừa lọc con hiền đặng mà rước trở về. Chứ vô đó đó mở tủ lấy đi con. Thì em nói với anh đó, bây giờ rất là biến chuyển. Anh thấy là cái ngày xưa đó, anh thấy không, Việt Nam mình ở đây mà sống. Còn bây giờ đi các nước, anh thấy biến chuyển không? Chuyển đủ thứ chuyển hết. Nhưng mà có một cái là nghèo với đói nè, từ đây sẽ biết. Mà nếu mà cái người là mình biết niệm Phật, mình biết làm lành đánh dữ rồi đó, đói mình không sợ. Nhưng mà còn cái chuyện này nghe, để một lát nữa mà không có quay lên đó, em sẽ nói cái chuyện này cho anh nghe. Chỉ nói là anh em mình chỉ nói là nhỏ với nhau mà nghe thôi. Là mấy cái chuyện này em không có nói là ở trong cái đĩa này được. Là mấy cái chuyện này nó phức tạp lắm, em không nói. Em chỉ nói là trong cái kinh kệ của thầy để lỡ thôi. Chứ còn mà ngoài cái kinh kệ của thầy để lỡ đó thì em không có nói được. Bây giờ cô nói nghe cái chỗ là đổi thay quá gắt, viên máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay, là đổi như thế nào cô Tư nói nghe đi, cho nói như cô Tư. Bây giờ em nói với anh, anh đã thấy đã biến chuyển hết. Nam Mô A Di Đà Phật đó con. Là bây giờ đổi hết, nhưng mà có một cái đổi để làm gì? Chờ Phật trên trước đổi thay hết tất cả, xây chuyển cho mình biết, đặng mà trong cái đồng đạo của mình đặng mà lo niệm Phật, lo tu nè. Tại vì là nếu mà trong cái đồng đạo mình mà không có niệm Phật, mà không có lo tu rồi đó, là cái ngày mà thầy trở về đó là mình sẽ hối tiếc. Mình sẽ hối tiếc là bị gì? Anh có nhớ là một đoạn đó là cái ông nào kể lại nè, là thầy kêu đức ông là cái hàng dừa ở đằng sau đó là ông đừng có đốn nha, ông phải để y thinh đó cho tôi. Kêu ông Út là đừng có đốn, nhưng mà ông Út nó già quá, nó lão hết, nói không, ông cứ để y vậy đi. Rồi hỏi để y vậy là chi? Nói không, ông để đi, cái ngày mà tôi trở về đó, trong cái bổn đạo của tôi đó, là trở về đó là có người tích đó, là đi ra gốc dừa đó, đó đập đầu vô đó đó mà chết, đập đầu vô đó đó mà chết. Cho nên là từ cái chỗ đó em nói với anh đó, bây giờ cái việc thiên cơ này biến chuyển lắm, nhưng mà có một cái là em nói với anh đó, thầy đã cho mình biết rồi, việc thiên cơ thầy tỏ hết trơn. Cho nên là từ cái chỗ đó là bây giờ mình không có nên là để khui bài ra quá. Nếu mà mình khui bài ra cái chuyện thiên cơ này quá thì tất nhiên mình có lỗi với thầy. Cho nên là thôi cái đó mình sẽ phải lấp qua một bên đi, bị gì thầy đã kể cho mình nghe hết rồi. Việc lớn, việc nhỏ, là việc tới, việc chưa, thầy đã kể hết cho mình nghe rồi. Bây giờ mình cứ đem tìm kiếm mà để vào trong tâm đi, vậy thôi. Chứ còn mà bây giờ không có nên kể nhiều. Mình kể ra được rồi, nhưng mà có cái em nói cho anh, nếu mà mình giải cái nghĩa ra chúng thì có lỗi, mà sai thì có tội. Cho nên là mình cứ theo cái lời của thầy chỉ dạy mà mình nối gót theo thầy. Nối gót theo thầy đi, thầy dạy mình nối gót theo thầy, nương Phật cảnh đi. Sau này là thầy đưa mình trở về Phật cảnh, chứ không có còn ở cái cõi ta bà này nữa. Ở cái cõi ta bà này thì nó khổ dữ lắm. Bởi vậy một đoạn anh không nghe thầy nói, đừng khi nhà lá một căn, mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Là bây giờ anh thấy, anh đã thấy là tuôn rồi đó. Có nhiều người chúng độc đắc 5-10 tấm, xây nhà lầu rồi xe hơi đầy đủ này kia. Ở bên sông Mỹ Hội đó anh thấy không? Đưa xuống cái chỉ có 1 giờ là xong. Bây giờ như vậy là giàu. Bởi vì thầy nói giàu sang như nước trên nguồn đó, gặp cơn mưa lớn nó tuôn 1 giờ. Mà cái đó là ông chờ ông xây chuyển làm sao mà là mấy cái nhà mà chúng độc đắc mà xây mà đưa hết trơn xuống sông. Còn chỗ nào đâu mà nói. Như vậy là cái con người mình đó, nếu mà em nói với anh, nếu cái tâm trí của mình đó, mà mình hiểu biết đó là mấy cái người đó thức tỉnh là gán lo. Gán mà lo tầm đạo kiếm bài. Chứ nếu mà không gán lo tầm đạo kiếm bài rồi đấy thì sau này giàu chứ còn cái bỗng không. Giàu chứ còn bỗng không, không còn gì nữa. Tại sao nghèo đói 3 tháng mà giàu đói 3 tháng, nghèo đói 6 tháng. Đó là coi giàu chịu không nổi, chết trước hết. Bởi vì hồi đó bà mẹ em cũng có nói ngang nói vậy nè, nghèo thì đói 3 tháng mà giàu đói 6 tháng. Em mới nói ngang, sao mà mẹ nói vậy? Người ta giàu người ta có ăn mà sao mà mẹ nói người ta đói tới 6 tháng. Cái mẹ bà mới nói vậy nè, con ơi, thấy vậy đó chứ không phải như vậy. Cái người nghèo thì còn gạo dạ trong nhà mà ăn, còn mà cái người giàu đó sáng cái xách tiền lại mua 1 ký 2 ký, xách tiền lại mua 1 ký 2 ký. Là cái đó là cái điểm thứ nhất nha. Mà cái điểm thứ nhì đó ha, mà nếu mà cái điểm thứ nhì đó ha là đến cơn mà bát lạng rồi đó ha, là không có một hột gạo mà ăn. Yêu cầu mà nhà mà thấy nhà giàu rồi đó ha, là bắt đầu ăn cướp rồi nó quánh. Nó quánh ta nói ha, kêu bằng không còn một hột gạo nhà, không còn đồng xu cắt bạc, mà nó cứ nói nhà đó giàu hoài. Còn mình ở đây nó không có tới, bị gì mình nghèo. Bởi vậy nó không. Đó vậy đó. Bởi vậy mình giàu á, nó giàu hay sắm ông cọp để nhà. Hay sắm ông cọp để nhà lắm. Mẹ hồi đó mới nói vậy nha. Nhưng mẹ em nói sắm ông cọp để nhà là gì? Ê nói sắm vàng để trong nhà đó, ăn cướp nó lại nó cắt cổ. Nó móc hỏng, nó ăn đó. Thành ra mình mới biết thôi, chứ không thôi mình cũng không biết cái vụ đó. Mình nói sao mà giàu mà sắm ông cọp để nhà chứ. Nhưng mà mẹ bà nói ý thôi, bà chỉ nói cái ý là bà nói là giàu rồi sắm ông cọp để nhà. Mình không biết mình mới hỏi, bà nói thì giàu sắm vàng để nhà đó. Rồi tới chừng mà nó đói nó lợ, nó không cho nó lấy thì nó móc họng mình ra ăn. Bây giờ nãy giờ sớm giờ thấy cũng là lâu lắm rồi, cũng mệt mỏi. Cô Tư bây giờ xin hỏi cô Tư 4 câu nữa thôi nha. Bắt đầu là 4 câu này dứt thiệt nha, nghĩ thiệt. Rồi bây giờ cái câu mà thầy nói là ôi khổ thảm 4 bề sống dậy, dòm lừng trời lửa cháy liên miên, đúng không? Tiêu điều sáng giặc tiền duyên, thằng thâm biến quái với cõi miền trung ương. Vậy là dòm lừng trời lửa cháy liên miên là Như vậy là sau thì nó có vậy không cô Tư? Bây giờ em nói anh vậy nè, bây giờ thầy thì nói vậy nhưng mà trong tứ thánh á, là ông nói là để tôi quá lửa mà nước tràn cho anh coi. Đó. Bây giờ có không có mà quá lửa mà nước tràn không? Là bởi vì là bây giờ mình ở đây thì mình chưa thấy nghe, nhưng mà quay lên là mình đã thấy rồi đó. Cái nước Nhật đó anh thấy không? Nước ở dưới thì dâng lên, mà ở xích ở trên nữa thì lửa cháy đó. Là nó có không? Để tôi quá lửa mà nước tràn cho anh coi đó. Rồi chị coi tôi bắt con voi, bắt con chuột lắc, nó môi vách nhà. Chị nào mặc áo lan xa cho tôi một vạt đậy mà. Con beo ăn lạc dân lại mang nghèo, mèo không bắt chuột, chuột trèo lên ăn. Con gắn mà nói con chăn, chị dâu có chữa rồi đẻ bằng chứng không. Tôi khùng nói chuyện mênh mông, xin làng xin sớm chớ hàng dặn tôi. Tôi điên thân lại mồi côi, không cha không mẹ mồ côi một mình. Tôi khùng mà tôi biết động tình, cớ sao cậu mợ vô tình ghét tôi. Bởi tôi không có mặt voi không son, không phấn chê tôi không nhìn. Hát chơi ở chốn Ba Đình, ai kêu ai réo mặt tình ai ai. Mà anh em hãy ráng trồng phai trồng bắp, cấy cài ruộng tâm. Đó. Là ông kêu mình cấy cài ruộng tâm đó. Rồi chừng nào dứt giặc 7 năm, ông ba ăn tiệc một mâm vui mừng, thiếu chi kẻ dọn người bưng. Chừng ông về đến mà mặt dưng chẳng còn. Cả kêu bới chú cổng con, cha về tới rạch tao mòn rã tiêu. Đói ăn rau muốn rong phiêu, chừng ông về đến dựng niêu cầm cờ. Rồi một đoạn ông nói, tôi khùng đặt lợp đặt lờ, đặt trên chót núi đặng chờ cá vô. Chú vào chú lập cơ đồ, tôi nghèo tôi giữ cái mồ mã cha. Đất trời tôi ở không xa, nhưng mày muốn đuổi giấy mà mày đâu. Tranh nhau thì phải đập đầu, ai mạnh thì được, ai cầu xin ai. Xưa nay mày cuốc trồng phai, bây giờ mày bỏ tao cài đất tao. Quân bay khua đũa đánh nhau, cơm tao tao giữ, tao nào bỏ đâu. Nuôi tầm tao khỏi trồng dâu, qua sông tao khỏi bắt cầu nữa chi. Nước trong cá lội thấy gì, nhà tao sẵn của tao thì ấm no. Ai khôn tôi dạy đưa đò chèo qua khúc vịnh, tôi hò hát chơi hò nam hò bắc. Trời ơi chợ không người nhóm, ruộng thời vô canh. Ta ngu ta dạy, còn anh cha thì nó lú, chú thì nó khôn. Mặc ai xây lĩ đắp đồn, đố cha nào dám giật cái cồn Hà Tiên. Bán buôn không vốn không tiền, không tờ không giấy, không quyền ký tên. Giỏi sao không giật câu mên, cậu Năm ở trển chú lên. Hồi nào mày ham mua chức quyền cao, chức mày để nướng ăn rau với hành. Chú nó khôn dại thiệt lanh, cù lao ông trưởng như manh điểm bườm. Cô vào sang dưới hột cườm, chú vào sang quá lòng hườm giật trâu. Sang vào như cá mắc câu, như chim mắc bẫy, như trâu không chuồng. Lỡ vui, lỡ khóc, lỡ buồn, lỡ bần, lỡ thú, lỡ luồn, gió mây. Nam mô mấy chú mấy thầy, mô làng, mô sớm mà mô hoài, mô không. Mô cho thầy ký, thầy thông, mô sao cho khỏi cây còng diêm dương. Quá hay. Mô sao chẳng kẻ đi đường, nhà không có người ở, ruộng vườn bỏ hoang. Mới tới Sài Gòn, câu cúc quá sang, le le chớm ổ bạc vàng hết trơn. Nói ra cô chú đừng hờn, tôi đây ngay dạy có khi điên khùng. Bán mền, bán chiếu, bán mùng, mua cho đòn gánh cặp thùng không quay. Người này con gái quá trai, con trai quá gái, thiệt tài phép tiên. Là em nói với anh á, là trong cái tứ thánh á, ông nói thì ông nói suông lắm. Nhưng mà con cái em không chịu giải nghĩa. Giải cái nghĩa thì nó hơi khó, em không giải nghĩa, em chỉ... Mà nãy tôi hỏi đó là ông khổ cảm ngày nay có mấy giờ mình chờ lửa cháy liên miên, sau này đó cô. Thì sau này mình ở đây là mình cũng có một cuộc, cũng có một cuộc phong ba biến chuyển nè, là thầy cũng có cho mình biết là sau này nè làm nước đó là dâng lên tới trên đọt sau đó. Dạ, cái mỏ ông két gì đó hang vậy đó. Dạ. Ở đây là mình là nước là dâng lên tới đọt sau đó. Nhưng mà có một cái là em nói với anh đó, nước dâng lên vậy có thể nào mà mình sống được không? Dạ. Cái người mình niệm Phật cũng chết, mà không có niệm Phật cũng chết. Nhưng mà con cái là niệm Phật á, mà chết á là cái linh hồn Phật rước, chỉ bỏ cái xác mà thôi. Cho nên từ cái chỗ đó mình không có chờ tới cái thời cơ đó. Bây giờ mình niệm Phật trước đi. Nói đi con, nói đi. Tu rồi, cái này hết pin giống vậy. Mau hết pin quá.